Anh em hôm nay mất điện, Hà Nội mất điện đi trộn ổ lục đi đánh. Ở đây tôi ra tôi lấy cái quay phim ở đây. Quay phim, quay đấy, mang công ra đây nhanh. Lên đây cái túi hôm kia để này. Oánh. Ôi, bọn kia nó lột thịt. Thịt kẻ thế nào? Cứ người thì cứ một khối. Chắc nó phải để hơn tuần nữa. Nha, cái xong đổ ra mùi hôi nha. Ngon. Hơi ít tính này. Gì nữa nhỉ, tự dưng quên. Cái này quá quen thuộc nên là không thể giới thiệu với anh em. Chết mẹ quên trứng.
chui vào đây được. Quên. Đèn. Xong. Chết mày. Dậy mùi thơm rồi đấy. Xong. Đấy, đổ túi nữa là ok. Rửa giấy quang cái này, chuẩn bị vợt đi.